Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm làm xe 3-4 bánh, các cái dòng động cơ điện và phụ tùng độ xe 3-4 bánh. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ đôi động cơ 12V 500W và 600W có giảm tốc, tốc độ chậm siêu khỏe, sử dụng vào những cái mục đích có cần sức kéo lớn và tải trọng cao. Đây là con động cơ 12V 500W. Con này là 12V 600W. Và đây là con điều khiển kỹ thuật số 1000W 12V. Sở dĩ gọi là kỹ thuật số vì con này nó sử dụng tăng giảm tốc độ bằng bằng cách nhấn nút và nó tự dừng định vị. Tùy theo nhu cầu, nếu như khách hàng có nhu cầu làm điều chỉnh tốc độ bằng ga thì sẽ sử dụng bộ điều khiển bằng ga hoặc là lún vặn. Còn đây là bộ điều khiển kỹ thuật số. Đây là bấm nút khởi động nguồn. Đấy, các bạn có nhìn thấy. Đó. Và nó có thể tăng tốc độ từ 1 đến 10. Hơi lóa tí nhưng mà đây là số 1 đến số 10. Còn đây là động cơ 12V 600W. Con này thì tốc độ của nó có 45 vòng trên phút thôi. Còn con này là 12V 500W. Và tốc độ của con này thì nó là 260 vòng trên phút, 250 vòng trên phút. Tốc độ của con này là 225 vòng trên phút. Đây là động cơ của nhà sản xuất, người ta ghi rõ 12V 500W. Đây. Chứ không phải là bên mình tự nghĩ ra hay là mình dán tem công suất vào. Con 12V 600W này cũng vậy. Kích thước rất là lớn. Đấy. Con 12V 600W thì nó lại không có chân đế, mà thay vì ấy thì trên này, hộp số nó có những cái con ốc xuyên này, ốc xuyên thủng như này, để cho khách hàng có thể về nhà bắt vào những cái bản treo. Con này phù hợp với lại sức kéo như dùng thể tời, lân các thứ kéo, thì sử dụng loại này rất là phù hợp. Và loại này thì dùng nhông là nhông xe máy, rất phổ thông. Hai loại này thì đều sử dụng nhông xe máy cả. Đây, sau này mình sẽ test thử cho các bạn xem con 12V. Đây là con 12V 600W. Nút khởi động. Đây là tốc độ chậm. Đây tốc độ chậm nhất này. Số 1 này. Quay rất là chậm. Số 2 này. Tăng dần này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Và 10. 10 là tốc độ cao nhất. Tốc độ max của nó là 45 vòng trên phút các bạn nhé. Và lực kéo thì rất lớn. Các bạn có thể nhìn cái trục động cơ là các bạn có thể hiểu được sức kéo của nó rồi. Trục động cơ lớn. Và đấy là con động cơ 12V 600W. Còn với động cơ 12V 500W. Đó, đây là tốc độ số 10 này. Và cứ giảm dần đi. Lại xuống số 1, quay rất là chậm.
Đây là phù hợp với những cái công việc cố định, cần tốc độ cố định thì sử dụng cái mạch điện tử này. Còn nếu như ta làm xe điện thì sử dụng tay ga hay chân ga thì sử dụng những cái mạch khác. Đấy, tốc độ của con này là như vậy. À, mình sẽ test thử tốc độ cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cái tốc độ của nó nhé. Đấy, tốc độ của nó là khoảng 250 vòng trên phút. Bây giờ mình sẽ thử tốc độ của con 600W cho các bạn coi nhé. Đấy, tốc độ của nó là 42 vòng trên phút. Tốc độ cực đại là 42 vòng trên phút. 41, 42, 42 vòng trên phút. À, mọi nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. À, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video review các sản phẩm của mình. À, để nhận được thông báo mới khi có video mới ra, các bạn vui lòng nhấn vào biểu tượng chuông thông báo. À, và nhớ nhấn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. À, xin cảm ơn.